Để tiếp nối hành trình ngày hôm nay thì em mời các anh chị và các bạn cùng lang thang với em đi trên cái con đường Bùi Viện nha, cái phố Tây của Sài Gòn. Trước mặt chúng ta đó là đường Nguyễn Thái Học đi đến cầu Ông Lãnh, và bên đây có cái trường như là trường Đồng Khởi. Rồi hành trình chúng ta sẽ bắt đầu từ giao lộ Nguyễn Thái Học và Bùi Viện. Ở đây có cái mũi tàu, và ở đây cũng là cái mặt trước của rạp Nguyễn Văn Hảo. Hôm bữa thì chúng ta đi trên cái đường Bùi Viện, khúc Bùi Viện này. Hôm nay chúng ta sẽ đi khúc Trần Hưng Đạo ha, khúc Trần Hưng Đạo để đi đến đường Đề Thám, rồi mình sẽ qua cái đường Bùi Viện để xem cái không khí ở đây đông cỡ nào ha. Sài Gòn bây giờ là 9:30 tối. Ở ngay cái khu vực phía trước cái rạp hát Nguyễn Văn Hảo, rạp công nhân này, có quán cà phê rất là đông nha. Với lại ở đây có cái bãi xe nhỏ nhỏ để giới trẻ gửi xe rồi đi vô phố Tây, rất là đông. Chúng ta đi đây là giao lộ Đề Thám và Trần Hưng Đạo. Chút xíu nữa chúng ta sẽ gặp nhau ở cái video đường Đề Thám về đêm nha. Hôm nay mình đi cái đoạn bên đây, đoạn bên đây là cái nhà thờ Tin Lành, và đi đến chợ Cầu Muối. Chúng ta sẽ đi cái đoạn bên đây, bên tay phải này, đi đến phố Tây. Rồi hôm nay có gì lạ không ha? Cái video này thì em đi cũng rất là nhiều lần rồi, nhưng mà hôm nay sẵn tiện đường đi một vòng, chúng ta ghé lại cái con phố này để biết đâu có dịp mình về đi chơi. Nhưng mà ở đây thì chắc có lẽ không phù hợp với các anh chị lớn tuổi, rất là ồn. Khách sạn rất là dễ thương nè. đường rồi luôn, rất là đông luôn. Nhưng mà thấy đa số là người Việt. Video của chúng ta đến đây xin tạm dừng, hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video tiếp theo nha. Số hình ảnh ở Phố Tây để chúng ta xem, có dịp mình đi đến đây thì ở đây thì chúng ta sẽ có cảm giác như thế này ha, rất là ồn ào nhộn nhịp.